Quý khán giả và các đồng chí đang theo dõi bản tin thể thao tối trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Thưa quý khán giả và các đồng chí, hôm nay tại Hà Nội, ban tổ chức giải bóng đá giao hữu quốc tế HANA Play Cup presented by BIDV đã tiến hành họp báo giới thiệu giải đấu với sự góp mặt của 4 đại diện 4 câu lạc bộ dự giải. Giải đấu hấp dẫn ngay từ vòng bán kết khi hai đội bóng Việt Nam là Thể Công Viettel và Hà Nội FC đụng độ nhau. 4 đội bóng tham dự giải là De Jong, HANA Citizen, Hà Nội FC, Thể Công Viettel và Bali United. Tại buổi họp báo, huấn luyện viên trưởng của 4 đội đều bày tỏ khát khao giành những chiến thắng, nhưng cũng đánh giá cao các đối thủ góp mặt lần này. Trong hai đại diện nước ngoài, câu lạc bộ De Jong HANA Citizen đang có chuyến tập huấn tại Hà Nội nhằm chuẩn bị trước mùa giải K-League. Câu lạc bộ Bali hiện đang xếp thứ hai tại giải vô địch quốc gia Indonesia. Mỗi đội bóng sẽ thi đấu hai trận, vòng bán kết diễn ra ngày 23 tháng 1 năm 2024. Trong đó, trận đấu rất được quan tâm là cuộc đụng độ giữa Hà Nội FC và Thể Công Viettel diễn ra lúc 15 giờ ngày 23 tháng 1 trên sân vận động Hàng Đẫy. Với riêng hai đại diện của Việt Nam, họ đều mới thay đổi vị trí huấn luyện viên trưởng. Huấn luyện viên Iwamasa của Hà Nội FC cho biết đưa nhiều cầu thủ trẻ tham dự, trong khi huấn luyện viên Đức Thắng muốn xem các học trò đã thích nghi ra sao trong quãng thời gian ngắn ngủi làm việc cùng nhau vừa qua. Cuộc chạm trán ở trận bán kết 2 là De Jong, HANA Citizen và Bali United. Thể Công Viettel đối đầu với Hà Nội luôn là một trận đấu rất là gay cấn và rực lửa. Và đối với cá nhân chúng thì khi mà được thi đấu cùng, đặc biệt là thi đấu cuối quyết thì là một rất là khó khăn, tại vì là quyết là một cầu thủ rất đẳng cấp và cá nhân chúng cũng như toàn đội sẽ cố gắng nỗ lực để có một trận đấu hay. Cả đội đang chuẩn bị rất là tốt và đây là một cái trận đấu rất là mong chờ. Các trận tranh hạng 3 chung kết của giải sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng 1. Tại giải HANA Play Cup presented by BIDV, Việt Football cùng câu lạc bộ De Jong HANA Citizen sẽ phối hợp tổ chức với sự bảo trợ của ngân hàng HANA BIDV, mong muốn mang đến một không khí lễ hội và những màn trình diễn hấp dẫn dành cho các khán giả tại thủ đô Hà Nội.